Chào mừng các bạn học sinh khóa 2002. Thì trong năm học này thì thầy sẽ đồng hành với các bạn. Như các bạn đã biết thì mô hình kiểm tra mới, đề thi mới đã áp dụng đến năm nay là năm thứ tư rồi. Vậy cái cách học của chúng ta cũng cần phải thay đổi một chút. Các bạn đã bắt đầu có 3 năm, thực ra là có 3 năm để chuẩn bị rồi cho cái kỳ thi này. Do đó những bạn nào mà xác định chọn môn hóa là cái môn mà mình sẽ thi trong kỳ thi phổ thông quốc gia năm nay, và chúng ta lựa chọn môn hóa để là môn mà chúng ta sẽ xét tuyển đại học, thì các bạn phải có một cái lộ trình đặt ra ngay bây giờ để chúng ta có thể đạt được kết quả cao nhất có thể. Trong một đề thi các bạn đã biết trọng tâm của chúng ta là nằm trong chương trình kiến thức lớp 12, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn còn kiến thức lớp 11 và một chút nho nhỏ của kiến thức lớp 10. Các bạn nhớ chỗ đó. Vậy thì cách học của chúng ta phải bắt xuất phát đầu tiên là với môn hóa học chúng ta phải có một cái nền tảng vững chắc. Những bạn nào mà kiến thức lớp 10, 11 chắc rồi thì chương trình học 12 các bạn có thể tham khảo ngay khóa học này. Thầy sẽ nhắc lại cho các bạn tất cả các kiến thức lớp 12 trước từ đầu cho đến hết chương trình, nằm ở mức độ thường là sẽ khó hơn một chút so với chương trình sách giáo khoa, chương trình mà các bạn đang học ở trên trường. Và sau đó cuối của khóa học thầy sẽ cho các bạn ôn lại kiến thức lớp 11 và cả kiến thức lớp 10 để các bạn tổng hợp lại những cái kiến thức của chúng ta. Và trong mỗi phần đó, hết phần lý thuyết, chúng ta lại có phần bài tập và có phần bài tập nâng cao hơn, những cái dạng bài tập đặc biệt để các bạn có thể đạt được điểm 8, điểm 9 trong đề kiểm tra. Tất nhiên là tùy với lực học của mỗi bạn. Và các bạn nhớ định hướng ở trong khóa học này chúng ta đạt đến mức độ ở đây là 8,5 và 9 điểm, tùy vào khả năng các bạn. Nhưng các bạn nhớ trước khi chúng ta đạt chạm tay đến điểm 9, điểm 8,5 thì các bạn phải làm thật chắc mức độ tầm 6 điểm, 7 điểm. Đấy là cái mức độ mà các bạn rất dễ hay sai. Nhiều bạn giỏi thầy đã dạy rồi, nhưng các bạn vẫn rất hay sai những câu hỏi lý thuyết. Những câu hỏi lý thuyết mặc dù rất dễ thôi, các bạn làm sai. Nhưng bù lại những cái câu hỏi vận dụng cao các bạn lại làm được. Nhưng xét cho tổng điểm thì các bạn không hơn các bạn khác là bao nhiêu. Mặc dù các bạn khác chỉ làm hết toàn bộ phần lý thuyết dễ, còn phần bài tập vận dụng cao thì các bạn chỉ làm ở mức độ qua qua. Vậy thì các bạn nhớ mình phải có kiến thức, mình phải có gọi là cái chiến thuật rõ ràng để các bạn làm được một cái đề thi để đạt điểm cao nhất có thể. Đó là mình phải vận dụng hết tất cả cái kiến thức của mình để xử lý toàn bộ phần lý thuyết. Vậy đây là cái khóa học mà dành cho những bạn mà đã chắc kiến thức rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau học cái khóa học này để đạt được mức độ điểm cao nhất có thể. Và sau khi các bạn kết thúc khóa học này xong, các bạn có thể tham khảo khóa học tiếp theo, đó chính là khóa đề thi. Khi bạn đã chắc kiến thức rồi, chúng ta mới có thể bắt tay vào khóa đề thi, mới có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái tiết học, những cái buổi học trong cái chương trình khóa học này. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương số 1 có tên là este chất béo. Xin chào và gặp lại các bạn trong buổi học lần tới.